hai chia sẻ tất cả anh chị các bạn nhé thì khi mà anh chị bạn nhận được một cái tờ hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã hoặc hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền anh chị bạn muốn biết được là cái hóa đơn đó nó có giá trị để sử dụng hay không thì anh chị bạn sẽ chỉ cần tra cứu cái hóa đơn đó ở trên cái hệ thống của tổng cục thuế thôi nhá, anh chị bạn à, cái hệ thống của tổng cục thuế là hóa đơn cái trang web ấy là hóa đơn điện tử .gdt .gov .vn anh chị bạn truy cập vào cái trang web thì nó sẽ lên một cái giao diện như này thì anh chị bạn sẽ nhập những cái thông tin nó sẽ có tab đầu tiên là tra cứu hóa đơn thì anh chị bạn sẽ nhập những cái thông tin của cái tờ hóa đơn vào thì anh chị bạn tra cứu ok thì nhiều anh chị bạn tra cứu cái bước này anh chị bạn nhiều anh chị bạn tra cứu nó không ra hóa đơn nó không tồn tại lý do là anh chị bạn nhập sai dữ liệu thì video này trực chia sẻ với anh chị bạn là rất là chi tiết luôn là những cái trường này là mình phải nhập như nào tránh cái tình trạng mà anh chị bạn hóa đơn có tồn tại nhưng mà anh chị bạn vẫn tra cứu được là nó không tồn tại OK nhé, thì ở đây chỉ có một cái hóa đơn rồi, đây hóa đơn như này, hóa đơn như này, thì uh, chỉ đã nhập thông tin vào đây sẵn rồi để làm cái video nhanh hơn. Thứ nhất là anh chị bạn sẽ nhập mã số thuế người bán là là sẽ nhập vào rồi. Cái thứ hai nữa là về các loại hóa đơn ở đây nhé anh chị bạn, thì anh chị phải lưu ý các loại hóa đơn ở đây, anh chị bạn tích. Tích vào cái ô này thì nó sẽ hiển thị cho anh chị bạn là 7 cái dòng tương ứng với 7 cái loại hóa đơn như này nha anh chị bạn Thì cái loại hóa đơn này này khi mà anh chị bạn nhận được một tờ hóa đơn thì trên cái hóa đơn này nó sẽ có cái tiêu đề trên cùng Thường nó sẽ trên cùng hoặc dưới này là cái hóa đơn là hóa đơn bán hàng hay hóa đơn giá trị hay tăng hay phiếu xuất kho cái vận chuyển nội bộ Thì khi mà anh chị bạn tra cứu ấy, thì anh chị bạn phải xác định được là cái hóa đơn đó nó thuộc cái loại nào ví dụ như đây nó ghi là hóa đơn bán hàng thì ở trong cái phần tra cứu này trực phải chọn là cái hóa đơn bán hàng nếu mà trực chọn là hóa đơn giá trị đã tăng thì nó sẽ không ra nhiều anh chị các bạn là cứ vào tra cứu thôi mà mình bỏ qua cái bước này dẫn đến là cái tìm cái hóa đơn của mình nó không tồn tại đó anh chị bạn lưu ý nhá là hóa đơn bán hàng chọn đúng hóa đơn bán hàng rồi tiếp theo nó đến cái ký hiệu hóa đơn là rất nhiều anh chị cũng bị sai này ký hiệu hóa đơn thì anh chị bạn lại nhập cả cái số 2 c 23 mươi mxd vào đây thì nó không có đúng tại vì là số 2 này nó sẽ hiển thị cho cái cái hóa đơn bán hàng rồi đấy thì khi mà anh chị bạn nhập cái ký hiệu này anh chị bạn chỉ nhập từ cái chữ c hoặc là từ cái chữ k đối với hóa đơn không mã đi ví dụ c 23 mxd m này là máy tính tiền rồi hóa đơn từ máy tính tiền này cũng tra cứu tương tự như hóa đơn giá trị tăng nha anh chị bạn ấy thì cái ký hiệu anh chị bạn phải nhập đúng trên cái ký hiệu mà cái hóa đơn của khách hàng cái người bán người ta gửi cho mình á lưu ý là bỏ cái số đằng trước đi chỉ nhập từ chữ c hoặc chữ k nha rồi số hóa đơn thì anh chị bạn nhập vào đây số hóa đơn thì đây đơn giản rồi mình nhập vào đây sau đó anh chị bạn nhập cái tổng tiền thanh toán nhé. cái tổng tiền thanh toán là cái tổng tiền thanh toán cuối cùng này, này đấy cộng tiền hàng hóa dịch vụ ấy là mình nhập cái tổng tiền thanh toán ở đây mình nhập vào đây sau đó anh chị bạn nhập cái mã captcha vào đây sau đó anh chị bạn ấn tìm kiếm thì nó sẽ ra cái kết quả cho anh chị các bạn thôi mình ấn tìm kiếm đấy thì khi mà anh chị bạn ấn tìm kiếm thì nó hiển thị cho anh chị là tồn tại hóa đơn có trùng khớp với lại cái thông tin cá nhân tổ chức đang tìm kiếm và cái trạng thái hóa đơn là cái hóa đơn đối với hóa đơn có mã thì nó sẽ ghi là hóa đơn được cấp mã đối với hóa đơn không có mã thì tổng cục thuế sẽ ghi là hóa đơn được chấp nhận còn đối với hóa đơn từ máy tính tiền thì cái trạng thái hóa đơn nó sẽ là tổng cục thuế đã nhận hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đấy tất cả những cái loại hóa đơn nó sẽ hiển thị hết ở trên này anh chị tra cứu nếu mà nó có thì cái hóa đơn đó anh chị mới được sử dụng nó mới hợp pháp anh chị bạn Ok thì cái nội dung chỉ muốn chia sẻ với anh chị bạn anh chị bạn lưu ý nhất đấy là khi mà mình xuất cái em mình tra cứu hóa đơn thì mình phải chọn cái loại hóa đơn của mình là gì trước tiên sau đó mình sẽ cái ký hiệu này là mình sẽ nhập từ chữ C hoặc chữ K trở đi thôi rất nhiều anh chị bạn là bị cái lỗi hai cái lỗi này nên là tìm kiếm nó không ra Ok thì video trực chia sẻ ngắn gọn nếu mà anh chị bạn là có những khách hàng mà người ta tra cứu nó báo không tồn tại thì anh chị bạn có thể gửi cái video này Uh, chia sẻ cái video này đến họ để họ sẽ tự động họ tra cứu được cái tờ hóa đơn của anh chị và các bạn nha. Ok xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo nha.